Bình thường anh đi Có. khám sức khỏe bao giờ chưa? Khám bệnh hay là đến bệnh viện bao giờ chưa? Thì khám bệnh, nhưng thế là cái câu chuyện của em thì nó khác hẳn với câu chuyện của người khác. Vâng. Kiểu gì? Thì bình thường em ở ngoài em đã bị người ta chỉ. Sao thì bên này? Anh chưa chuẩn bị nhá. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Mai Châu xin giới thiệu với quý vị và các bạn buổi livestream số 4 với chủ đề chuyện khó nói trong series livestream lần đầu làm chuyện ấy. Và ngày hôm nay thì Mai Châu sẽ ngồi cùng với hai vị khách mời rất là đặc biệt. Và Mai Châu xin mời hai vị khách mời, các bạn có thể tự giới thiệu mình được không ạ? Xin mời Hiếu trước ạ. Xin chào các bạn. Mình tên là Hiếu Hoàng. Hiện tại thì mình đang làm graphic design, thiết kế đồ họa. Xin mời em. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Hà và mình hiện tại thì mình đang là một chuyên viên viên makeup, và ra thì mình còn là một tiếp cận viên của cộng đồng. Và để buổi livestream ngày hôm nay thì được thú vị hơn và được nhiều bạn có thể biết đến cái buổi livestream này thì chị sẽ có khoảng 1 phút và chị sẽ mời Hà và Hiếu cũng có thể chia sẻ livestream ở trên Facebook trên tường của mình. Các em có thể vào với page phòng khám đa khoa Biển Việt nhé. Sau đó các em chia sẻ livestream. Phòng khám đa khoa Biển Việt. Ngày hôm nay thì một lát nữa thì mình sẽ có một vài phần trò chơi rất là thú vị. Ok, thế là chị đã chia sẻ xong cái live stream này. Lý do mà chị muốn Hà và Hiếu chia sẻ cái live stream này bởi vì là khoảng tầm 15 phút nữa thì mình sẽ có một phần trò chơi rất là thú vị dành cho tất cả các bạn khán giả mà có những con số comment trùng với cái con số comment phần trò chơi. Thì chị sẽ giới thiệu một chút về phần trò chơi trước khi bắt đầu. Thì tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi live stream này thì các bạn ấy sẽ comment từ số 03 đến số 29. Các bạn mỗi một bạn chỉ được comment một số thôi. Lý do mà chị chọn số từ số 03 đến số 29 ấy, là bởi vì hôm nay là ngày thứ ba ngày 29, và chị muốn là tăng cái cơ hội và tăng những cái cơ hội nhận được quà cho tất cả các bạn tham gia theo dõi live stream. Và phần quà ngày hôm nay thì rất là thú vị, phần quà ngày hôm nay thì sẽ được nhận một phần quà là một bộ sản phẩm của fanpage Xóm Cầu Vồng. Xóm Cầu Vồng là một fanpage dành cho cộng đồng LGBTIQ, và hiện tại thì cái phần quà này là do tổ chức PAD tài trợ. Và ngoài ra thì tất cả các bạn theo dõi live stream mà các bạn có phần bốc thăm trúng thưởng may mắn ấy, thì các bạn sẽ được nhận thêm một phần quà nữa. Đấy là một chiếc vé xem phim CGV trong cụm rạp CGV vào buổi tối nay. Thì ngày hôm nay với chủ đề là chuyện khó nói ấy, thì lý do mà khi mà chị mời Hiếu và mời Hà đến tham gia cái live stream này ấy, là bởi vì là chị biết là hai bạn là có hai cái câu chuyện rất là đặc biệt khác nhau. Bởi vì là nhìn ngoại hình của chúng ta nó đã có gì đó hơi khác biệt so với bên ngoài, và nó không đi theo số đông, và chính điều đó sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều cái cơ hội mới, cơ hội được làm việc, cơ hội được tiếp cận với những cái dịch vụ mới. Nhưng tuy nhiên cũng chính vì cái ngoại hình nó quá khác biệt thì đôi khi nó sẽ làm một cái rào cản rất là lớn, khiến cho mọi người sẽ bị giới hạn những cái quyền lợi của mình. Thì chị muốn hỏi Hiếu trước nhé. Hiếu, bình thường thì Hiếu có bao giờ đi khám sức khỏe hay là đi đến bệnh viện bao giờ không?
Thì bình thường em có chứ, trong cuộc đời cuộc sống thì ai cũng có lúc mà gặp bệnh tật này nọ, có này nọ thì cũng phải là đến bệnh viện. Thì em cũng có tham cũng đi đi một số bệnh viện rồi, ở Hà Nội này, ở quê thì ít đi, mà ở Hà Nội thì em cũng có hay đi. Thế khi mà em đến khám bệnh hay là đến chữa bệnh gì đó ấy, thì em có bao giờ em bị mọi người kỳ thị hay là mọi người thấy mình quá là lạ và khác biệt so với mọi người không? Thực ra là cái câu chuyện mà về cái vẻ bề ngoài ấy, thì là em nghe các bạn ở trong cộng đồng của LGBT cũng nói khá nhiều về vẻ bề ngoài. Em thì nhìn cái vẻ bề ngoài của em thì cũng giống đa số các bạn ấy, nó cũng có một cái gì đó khác biệt, nó rất là lạ. Thành ra là đến trong cái cuộc sống bình thường thôi ấy, thì em đã gặp rất nhiều khó khăn. Tức buổi sáng nay em đi làm cho nữa thì ông bảo vệ ông nhìn thấy, ông gọi ê, nhưng gọi một cái người bạn của ông ấy, nhìn kìa, kiểu đấy, ngày nào em cũng gặp. Thành ra là khi mà đến bệnh viện ấy, thì em đến tận bây giờ em sống, khi mà để cái vẻ bề ngoài của em như thế này rồi thì em để được tầm khoảng 10 năm nay rồi. Rất là lâu. Cụ thể là mái tóc đúng không? Vẻ bề ngoài của em ăn mặc thì nó cũng khác bình thường một chút, nhưng mà đặc biệt hơn là mái tóc để dài như thế này thì khi mà để dài rồi mà em còn để một chút râu nữa, thành ra là nhìn ở con trai không ra con trai, con gái không ra con gái, đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông, thành ra là nó cũng có gì nó khác biệt hẳn với tất cả mọi người, thành ra là người ta hay để ý. Thì khi mà đến bệnh viện thì họ để ý nhiều hơn. Khi mà họ viết vào trong cái tờ giấy khi mà mình nói em cố gắng trầm giọng xuống rồi mà họ vẫn ghi là nữ đó. Họ nhìn về bên ngoài đôi khi họ không để ý, họ ghi là nữ. Xong rồi đi vào trong đây, trong kia mà khi mà đứng người ta gọi tên ấy, người ta gọi chị, ok, mình đứng lên thì mọi người đều ồ, mọi người đều nhìn ấy. Thế nên đấy mình cũng gây xấu hổ, rất là xấu hổ. Đúng rồi. Thì đã phải bề ngoài riêng của em thôi. Đấy, thì thôi, chia sẻ như vậy. Chị cũng đã từng gặp trường hợp rất là giống Hiếu, bởi vì trước đây ấy, khi mà chị đến đi khám bệnh ấy, thì thường là bác sĩ nhiều khi họ cũng không biết là phải gọi mình là con trai hay con gái cả. Ở cái thời điểm mà chị chưa có phong cách như này, và tóc chị cũng hơi dài một chút, thì thường là nhìn họ, họ nhìn mình cũng thấy hơi kỳ lạ ấy. Và bản thân họ, họ mặc định là người chuyển giới thì không biết là nên gọi là chị hay là anh, nên là gọi là con trai hay con gái, và họ cũng không biết là phải ghi vào cái tờ giấy giấy khám sức khỏe là gì cả. Và chị nghĩ là nó cũng đó là do vì là họ chưa có cái cơ hội được tiếp cận với những cái dịch vụ, những cái thông điệp về cộng đồng LGBT thôi. Với Ngọc Hà thì sao? Em đã bao giờ em đi khám bệnh và em gặp những cái vấn đề gì liên quan đến cái ngoại hình của mình không? Em cũng chia sẻ một chút đấy. Đấy là chị cũng biết là bản thân chị em mình là người chuyển giới. Cho nên là về sức khỏe cũng như là về cái nhu cầu tiêm hormone, nó thật sự nó rất cần thiết cho tất cả chúng ta, và ai cũng như vậy, ai cũng cần đúng không ạ? Thì bản thân của em thì trước đây em sống ở thành phố Hải Phòng. Thì thành phố Hải Phòng thì vẫn chưa thật sự phát triển như ở Hà Nội và Sài Gòn. Bởi vì là cái nguồn hormone của chúng em khi mà chúng em tiêm vào người ấy, chúng em không hề biết là cái đấy nó có thật sự là tốt cho mình hay không. Và chúng em cũng không có ai dám tiêm cho chúng em. Chính vì thế mà bản thân em cũng đã từng thử đến bệnh viện, các cơ sở y tế hay các y tá, những bệnh viện tư nhân để họ cầu cứu, như là kiểu cầu cứu hay là xin một cái sự trợ giúp để họ tiêm cho mình ấy. Nhưng mà thật sự thì họ không dám tiêm cho em, và họ cũng có những cái lời họ không chấp nhận mình ấy, tức là họ kỳ thị ấy. Họ bảo là tại sao em giới tính là nam mà em lại khai ở đây là nữ, xong tại sao em lại không trung thực như vậy. Và khi mà em với cái con người này em hóa thân thành nó và em sống thật với nó được 4 năm rồi, thì 4 năm em đã phải chịu rất là nhiều những cái thiệt thòi từ phía cơ sở y tế. Thì họ đều nói rất là khó nghe, kiểu như là tại sao mà mình lại như thế này, hay là họ sẽ nói thẳng cái tên thật của mình ra trước mặt rất nhiều người là mời anh Nguyễn Lê Đào, trong khi em rõ ràng em là một cô gái, và nó sẽ khiến cho rất là nhiều người cảm thấy bất ngờ, giống như trường hợp của anh Hiếu đúng không ạ? Tự dưng anh đứng dậy và mọi người cũng nhìn anh như thế thì chúng ta cũng giống nhau không? Đúng rồi, chị nghĩ là chúng ta giống nhau là một cái từ khóa khá là dễ nhớ và dễ hiểu, bởi vì là bản thân chị cũng thế thôi. Ngay cả khi chị đi khám bệnh này hay đến các trung tâm y tế, thậm chí chị đi đến cái ngân hàng để chị rút tiền nhá, khi mọi người nhìn trong cái hộ chiếu của chị ấy, mọi người rất là bất ngờ, và mọi người nhiều khi là họ, chị không biết là có phải là họ không hiểu không, hay là họ vô tư quá, thì họ cố tình họ gọi to tên mình hơn so với bình thường. Là những cái lúc đấy thì chị thấy hơi ngại,
Nhưng mà sau đó, sau rất nhiều những cái lần ngại đấy ấy, thì chị học được một cái đấy là nó làm cho bản thân mình cảm thấy chín chắn hơn, mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và một lần lần đầu thì có thể là họ gọi cho mình thì mình, họ gọi tên mình như thế thì mình cảm thấy bị ngại đúng không? Nhưng mà nhiều lần như thế rồi thì mình đã thấy chuyện đó nó rất là bình thường. Thế thì với cả Hiếu và Hà thì chị muốn hỏi một xíu là bình thường ấy, khi mà các em, có thể là các em chia sẻ câu chuyện của các em, hoặc là các em đã từng có một bạn bè nào mà các bạn ấy từng mắc một căn bệnh nào đó liên quan đến sức khỏe tình dục nhé, chuyện thầm kín chẳng hạn, thì thường những chuyện đó với người bình thường cũng rất là khó nói, họ không dám chia sẻ với bác sĩ và không dám chia sẻ với ai ấy. Thì thông thường những người đó khi mà họ mà bị mắc một căn bệnh gì đó mà phải đến bệnh viện ấy, thì thường các em có thấy là cái chuyện mà mình nói ra là mình bị bệnh gì nó khó hay không? Và khi mà chúng ta lại có thêm một cái đặc biệt nữa ở cái ngoại hình thì cái điều đấy nó có khó hay không? Thật ra thì với bản thân em thì như em vừa chia sẻ thì ngoài cái công việc make up của em ra ấy, thì em còn là một tiếp cận viên cộng đồng đúng không ạ? Thì trước đây em ở Hải Phòng thì em cũng có tham gia một cắt trắng, thì em cũng đưa một vài bạn chuyển giới đi khám các bệnh xã hội. Thì như chị biết là người chuyển giới của chúng ta thì nhiều bạn chưa có điều kiện hỗ trợ đúng không? Cho nên là có thể các bạn ấy sống thật là chính mình, các bạn nuôi tóc các thứ nhưng bộ phận sinh dục của các bạn vẫn là nam. Thì khi mà các bạn mắc vấn đề về dương vật chẳng hạn, nó sẽ khiến cho các bạn rất là ngại, kiểu như là bác sĩ họ vạch ra hoặc là họ nhìn thấy cái bộ phận của họ thì thật sự là rất là ngại, rất là ngại. Bản thân mình cũng thế đúng không ạ? Thì họ, nhiều bạn chuyển giới họ sẽ không dám khám bệnh và họ sẽ cứ để như vậy và tình trạng càng nặng nề hơn. Thì đấy là cái điều em nghĩ là khó nói, rất khó nói cho các bạn. Nếu như các bạn không dám đứng lên, các bạn không dám bỏ qua mọi thứ thì các bạn sẽ bệnh các bạn càng nặng nhé. Chị thì chị thấy là có, chị cũng giống như Hà đấy, cũng có rất nhiều các bạn trong cộng đồng của mình ấy. Các bạn ấy thường khi mà các bạn bị mắc một căn bệnh nào đấy lây truyền qua đường tình dục nhé, thường họ rất là ngại, vô cùng ngại, và họ ngay cả chuyện mà họ nói ra với bạn bè bạn thân thôi ấy, đã là một cái vấn đề rất là khó, chứ chưa nói gì đến chuyện là họ lại có thêm cái ngoại hình khá là đặc biệt nữa. Nên là bản thân những cái bạn mà thường các bạn lây truyền qua, bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ấy, thường là họ không dám khám bệnh đâu. Chị thấy là thường đa số mọi người không dám khám bệnh, và mọi người hay thường để khi nào mà nó thật sự nặng rồi bắt đầu các bạn mới đi khám. Thì theo như Hà và Hiếu, thì nếu mà có một cái lời khuyên hay là có một, nếu được một thay đổi một điều gì đó trong những cái luật liên quan đến người chuyển giới hay liên quan đến các phòng khám bệnh viện mà để có thể thay đổi được cái cung cấp cho họ những kiến thức hay là thay đổi được cái nhìn nhận của xã hội về cộng đồng LGBTIQ ấy, thì các em nghĩ là mình sẽ cần cải thiện vấn đề gì hay là cần phải bổ sung thêm những kiến thức gì? Thực ra là đối với em thì theo như em nhận thấy ấy, thấy thì không cần là những cái bạn ở trong cộng đồng, những cái bạn mà có vẻ bề ngoài giống như mình, và có những cái bạn mà kể cả nam nữ bình thường thôi, mắc một cái bệnh nào liên quan đến bệnh xã hội, liên quan đến tình dục, thì khi mà mình mắc cái bệnh đấy rồi thì mình cũng khó nói ra ngoài. Hơn nữa là khi mà mình có một ngoại hình khác lạ, hơn nữa là khi mà mình đang trong quá trình chuyển giới chẳng hạn, các bạn đang trong quá trình chuyển giới như hai chị ở đây, thì khi mà mình tiếp cận đến những cái cơ sở y tế ở ngoài kia xã hội, không nói đến những cơ sở y tế mà liên quan đến nó sẽ hỗ trợ cho cộng đồng nhá, và những cơ sở y tế ở ngoài kia đấy, thì khi mà ra ngoài đấy thì vì họ chưa được tiếp cận nhiều với lại họ chưa hiểu biết nhiều về cái cộng đồng LGBT, họ không hơn kể cả về cái tất cả về bề ngoài, họ chỉ cần nhìn em thôi, họ nghĩ là thằng này nó sắp chuyển giới, thằng này nó sắp thế kia, con này nó thế này thế kia, họ nhìn họ có cái nhìn rất là miệt thị. Đấy là cái đầu tiên em muốn họ cần được cung cấp kiến thức về thái độ người như thế nào là người muốn chuyển, có xu hướng muốn chuyển giới, và người như thế nào là gay, như là less, lesbian, có nghĩa là bisexual, hay là như thế nào đấy, hay là chuyển giới thì họ và chuyển giới có nhu cầu chuyển giới cái gì, họ có nhu cầu chuyển giới trên, chuyển giới dưới hay như thế nào đấy, hoặc là toàn bộ, thì em họ muốn họ được cung cấp đầy đủ kiến thức về như thế. Hai nữa là họ được nâng cao nhiều hơn về kỹ năng mềm, tức là cái kỹ năng giao tiếp khi mà người ta tiếp xúc với kể cả công dân bình thường đi nữa, họ đã có vấn đề về tiếp xúc với nam nữ bình thường rồi,
hơn nữa khi mà họ gặp mình đi, một cái người mà rất là đặc biệt. Đôi khi là một ngày nào đấy họ thấy là cả một ngày mà họ rất là bực mình chẳng hạn, họ nhìn thấy mình họ khó chịu luôn đấy, thành ra là họ trút hết tất cả lên mình. Đó là một thiệt thòi của những cái bạn ở trong cộng đồng, họ phải tự gánh chịu tất cả những cái như thế. Thành ra là em muốn họ được cung cấp nhiều kiến thức hơn, họ được về cái luật dành cho cộng đồng LGBT ấy, thì em muốn là được xã hội, thứ nhất được xã hội công nhận. Thứ hai nữa là về trên giấy tờ thì các bạn ấy được phép sử dụng giấy tờ hay gì đó thì để được thuận tiện hơn trong cái việc mà đi khám bệnh, khám chữa bệnh, hoặc là một số những công việc xã hội khác của anh kia cần đến trong khi mà họ cần đến giải quyết về luật pháp thì nó sẽ thuận tiện hơn cho các bạn. Với Ngọc Hà thì sao? Trước đây thì em cũng có may mắn là em được là một nhân vật của một cái phòng khám dành cho các bạn, tất cả mọi người, không chỉ riêng cộng đồng mình nhưng mà tất cả mọi người đều có thể thăm khám được. Thì em may mắn là em được tiếp xúc với các cán bộ y tế và các điều dưỡng ở đó, thì họ cũng có hỏi em là thế tại sao lại như vậy, lại gặp những cái chuyện cái kỳ thị như vậy. Thì em có chia sẻ câu chuyện của mình, thì thật ra thì họ cũng bảo là nhiều khi họ không phải kỳ thị mình đâu, mà là do đúng thủ tục, mình phải làm đúng cái thủ tục để mà họ biết được họ ví dụ như là giới tính của em bây giờ là nam thì em phải đi là nam. Thì cái điều mà em muốn nói đây đấy là nếu như để mà thay đổi ấy, thì em nghĩ cái vấn đề này nó rất là đơn giản thôi, đấy là tại sao mà thay vì cái nam nữ thì chúng ta không thêm mục chuyển giới, hoặc là chúng ta có thể thêm tên cụ, ví dụ như là em có thể tên thật là em là Nguyễn Lê Đàm đúng không, em thêm tên muốn được gọi Nguyễn Ngọc Hà, xong thêm giới tính chuyển giới ở đó thì họ sẽ bất ngờ của mình hơn. Cái thứ hai là hiện nay thì giấy tờ của người chuyển giới như anh Hiếu vừa nói đúng không ạ, là chúng ta chưa được đổi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là như em là em đã được đổi công chứng rồi, được đổi căn cước rồi, là tóc dài rồi, nên là họ cũng có thể nhận ra được mình dễ hơn, và nhiều người cũng sẽ biết được mình chuyển giới. Cho nên là em rất là mong là mình cũng có thể có những phòng khám ở các tỉnh. Như Hà Nội thì em biết là cũng có một vài cái cơ sở có thể tham khảo cho người chuyển giới, nhưng mà riêng ở Hải Phòng của em thì chưa có. Ngoài ra thì em rất là muốn là bọn em có thể thay đổi giấy tờ cách sớm thôi, để chúng em có thể được thoải mái giấy tờ, chúng em được sống thật với chính mình và không phải gặp những cái vấn đề kỳ thị nữa. Trong cái ý kiến của Hà mà vừa chia sẻ ấy, thì chị nghĩ ra một cái mà chị nghĩ là có thể trong thời gian rất là ngắn thôi mình có thể thay đổi được. Đấy là ngoài cái mục ghi giới tính là nam hay nữ thì có thể thêm một mục khác để các bạn cộng đồng có thể tự ghi vào đó. Hoặc nếu không thì trong cái tờ đăng ký để mình khám bệnh, mình chữa bệnh bình thường ấy, thì sẽ có một phần chú thích ở dưới. Một phần ghi là mình có thể là mình ghi thêm một phần nào đó, mình ghi là em là người chuyển giới nên anh chị đừng gọi tên em chỗ đông người chẳng hạn, để chính bác sĩ họ biết. Bởi vì nhiều khi có những bác sĩ mà chị gặp ấy, họ rất là có tâm huyết, thực sự họ rất có tâm huyết, nhưng vì một lý do nào đó họ chưa gặp mình, họ không biết là mình có phải là người chuyển giới hay không, hoặc định là họ cứ gọi tên mình theo đúng nhau trong cái tờ giấy đấy thôi. Thì cái đấy là cái mà mình có thể thay đổi được và có thể cải thiện được. Và bây giờ thì sẽ đến một phần, đấy là phần trò chơi. Thì như buổi sáng nay chị có chia sẻ ở trên Facebook và trên fanpage của phòng khám đa khoa Biển Việt ấy, và chị cũng vừa nhờ Ngọc Hà và Hoàng Hiếu thì có chia sẻ cái đấy. Thì bây giờ chị sẽ nhờ hai bạn giúp chị là bốc thăm xem là con số may mắn đó là con số bao nhiêu, và những bạn khách hàng mà comment cái con số đúng với những con số mà các em bốc được ấy, thì các bạn sẽ nhận được một phần quà của chương trình Sóng Cầu Vồng. Và bây giờ thì chị sẽ muốn chị ơi, trước khi đấy thì em muốn biết là bên trong này có gì đã. Sáng em thấy chị chia sẻ rồi, em rất tò mò. từ nãy đến giờ em không biết là bên trong này có gì. Để bốc khi mà các bạn để các bạn comment ấy, các bạn biết là các bạn chuẩn bị nhận được cái gì thì các bạn mới comment số chứ. Chị có muốn chia sẻ bên trong này có trong gì không? Trong hộp quà này thực ra rất đặc biệt. Vì nó quá là đặc biệt nên là chị muốn là để cho mỗi một bạn khách mời hay là một bạn khán giả mà chúng được giải thưởng đó ấy, các bạn ấy sẽ được mở ra và cái cảm nhận mà mở tò mò ra, tò mò cái món quà bên trong ấy, nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều khi mình biết rõ. Sáng thì em có mê em tò mò lắm rồi. Nhưng mà buổi sáng chị em mình đấy, xem ấy mà cuối cùng không biết đọc. Lý do sáng nay chị đăng ấy mà chị không tiết lộ bên trong phần quà là bởi vì là chị muốn cho tất cả các bạn khán giả sẽ có một cái cảm nhận thú vị nhất. Và bây giờ thì chị sẽ đọc thử xem một số con số mà các bạn buổi sáng nay chia sẻ trên livestream. Sáng nay chị thấy có khá là nhiều bạn. Đây chị sẽ đọc lướt qua một số nhé.
quà của em đăng ký số bạn Lai Su 28, 24, 15, 25, 03, rất là nhiều bạn, 09. Ok, vậy thì bây giờ chị sẽ nhờ bạn nào muốn là người bốc thăm may mắn cho khán giả xem live stream trước. Bạn nào? Cho hai bạn. Ngọc Hà bốc trước nhé. Đây, xin mời Ngọc Hà bốc một con số trong đấy. Lắc lắc lên. Số gì đây nào? Lô hát chị Châu hát lô tô không? Chị biết lô tô nhưng chị không biết hát. 25 đúng ngày sinh của em. Con số 25 mà để chị xem có bạn nào comment số 25 không? Để comment bây giờ. Oh, có một bạn. Em ơi, em rất là có siêu số 25 luôn thật sự. Một bạn đó là bạn Hoàng Hải. Bạn Hoàng Hải comment số 25 và xin chúc mừng bạn Hoàng Hải. Rất là tình cờ vì bạn Hoàng Hải lại là bạn mà Mai Châu cũng biết và phải xin chia sẻ thành thật là trong cái bộ số này lúc đấy mà chị có nhờ Hà gấp ấy là hoàn toàn tất cả con số là không trùng nhau. Và rất là may mắn là tình cờ là lại một bạn lại là người quen của chương trình lại bốc được trúng cái con số này. Và xin chúc mừng Hoàng Hải, Hoàng Hải sẽ được nhận một bộ sản phẩm đầu tiên của Xóm Cầu Vồng. Và tiếp theo thì chị xin mời Hiếu, Hiếu có thể bốc giúp chị một con số ngẫu nhiên cho đó. Em hãy lắc lên, chờ nó thú vị. Ở đây bay ra ngoài rồi, em biết con số này. Sống khỏe nhá. Hiếu muốn các bạn khán giả mà nhận được cái con số may mắn của em sẽ nhận được một phần quà này hay là nhận được vé xem phim CGV vào tối nay? Một cặp vé đi, bởi vì là sẽ số mấy ạ? Có số 5. Không 5. Ok, số 5. Ôi em đọc. Không 5, chị xem. Có số. Em không hiểu sao, chắc là có siêu số 25. Không. Đúng ngày sinh của em. Okay. Không có bạn nào comment 05 cả, rất nhiều con số. 04, 04, 03 có nhưng không có 05. Chị mời Hiếu bốc tham tiếp đi. Có 03, 04, 02 mà không có 05. Ok. 21. Số 21. Số 21 có bạn nào comment số 21 không ạ? Không có số 21. Đa số, chị thấy đa số các bạn đều chọn vào số chẵn. Chị không biết lý do gì mà các bạn thích số chẵn đến thế. Có vẫn số lẻ chị ạ? 03. 03 hình như vì chị có nhìn thấy một bạn. Có một bạn, xin chúc mừng bạn Long. Bạn Facebook là Nguyễn Long. Có comment là số 03. Không, bạn Long này là một bạn Long khác vì chị nhìn avatar này khá là lạ. Không phải là chị, okay, bạn chị quen. Xin chúc mừng bạn Long sẽ nhận được một cặp vé CGV vào buổi tối nay. Bạn Long có thể comment vào Facebook của chị là Vũ Hoàng Mai Châu nhé. Để tối nay chị sẽ gửi cho bạn Long một cặp vé xem phim CGV. Và bây giờ chị muốn Ngọc Hà sẽ giúp chị bốc thêm một món quà nữa. Là món quà thứ ba, cũng là món quà cuối cùng trong phần trò chơi ngày hôm nay. Số 04. Chị nhớ là lúc đấy chị có nhìn lướt qua. Em không nhớ là có bạn có số 04. Đây, để chị xem lại. 03, không có mấy bạn comment số 03. À, chị xin chúc mừng cái bạn số 03 nữa, là còn một bạn tên là Facebook là Duyên Nguyên. Có đáp án là 03, tức là có hai bạn trúng phần quà đó cơ, chứ không phải là một bạn. Thì nhưng bạn không bộ, nhưng mà các bạn đấy chưa chắc các bạn đã quen nhau mà. Thì hôm nay mình sẽ, nếu mà cặp đôi đấy cùng ở Hà Nội thì chúng hai ta bạn sẽ có thể hai cùng bạn nhau sẽ xem nhau một cái vé. Vậy bạn số 04 không có, Hà ơi em có thể bốc một con số khác đi. Số 14. Em ơi, tổng số đẹp thôi. Số 14 nhưng không có số 14. Ôi, có số 24, có số. Có bạn comment thằng số 44 này. Nhưng mà số 14 lại chưa có. Không có. Thế chúng ta sẽ bốc một con số nữa nhé. 18. Không có bạn. Có một bạn comment số 18 trước khi mà bạn đã bốc. Ở trên livestream. À thế à? 18 nhé các bạn. Thế thì xin chúc mừng bạn số 18 đi. Bạn số 18 thì là Phạm Hà.
Phạm Hà không giấu ở trên live stream. Thế thì xin chúc mừng bạn Phạm Hà đã trúng thưởng phần quà số 18 tiếp theo. Và xin chúc mừng tất cả các bạn mình đã tham gia một phần trò chơi của buổi sáng ngày hôm nay. À quên, buổi chiều ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ chỉ còn một ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ đến một sẽ là kết thúc chương trình, kết thúc buổi live stream này rồi. Nhưng mà phần còn lại của chương trình thì chị sẽ muốn giới thiệu với Ngọc Hà và giới thiệu với Hiếu Hoàng về cái buổi live stream này được tài trợ từ đâu. Và cái buổi live stream này ngoài cái thông điệp, những cái chủ đề về chuyện khó nói thì còn nói đến một thông điệp nào khác không? Thì chị giới thiệu với Ngọc Hà và Hiếu Hàng là buổi live stream này được thực hiện bởi Phòng Khám Đa Khoa Biển Việt và tổ chức PAT. Thì tổ chức PAT đang hỗ trợ Phòng Khám Đa Khoa Biển Việt đang cung cấp thuốc PrEP dự phòng HIV. Và thuốc dự phòng PrEP đây chính là những cái tờ rơi mà chị có để trên này. Và nó đồng thời cũng chính là những cái lọ thuốc mà các em đang nhìn thấy mình đang trên thiết kế đây này. Đó, thì với hôm nay là ngày 29 rồi, tức là chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu phòng khám sẽ bắt đầu thực hiện một giai đoạn mới, là lại có một chương trình cung cấp thuốc PrEP miễn phí dành cho tất cả các bạn cộng đồng, hoàn toàn được sử dụng dùng miễn phí hoàn toàn. Và tất cả các bạn khách hàng mà có nhu cầu sử dụng thuốc PrEP uống hàng ngày thì các bạn có thể đăng ký với chị hoặc đăng ký với phòng page, trang fanpage Phòng Khám Đa Khoa Biển Việt để các bạn được đăng ký sử dụng thuốc PrEP miễn phí này. Ở đây thì có Ngọc Hà đã dùng thuốc PrEP rồi đúng không? Nhưng mà Hiếu thì chắc là chưa biết về nó. Thì chị sẽ nói qua một chút là cái thuốc PrEP này là thuốc dự phòng với HIV, tức là nó giống như kiểu viên thuốc uống tránh thai hàng ngày ấy, và chúng ta sẽ uống hàng ngày. Và khi mà chúng ta uống đủ liều lượng với quan hệ tình dục hậu môn nhé, là 7 ngày, và với quan hệ tình dục giữa nam và nữ thì sẽ là 21 ngày. Và khi mà chúng ta uống hàng ngày rồi ấy, thì chúng ta sẽ bảo vệ được chúng không bị lây nhiễm HIV nữa. Để mà nói về chủ đề về thuốc PrEP này ấy, nó sẽ cần khá là dài bởi vì có rất nhiều nội dung khác nhau, và mỗi một nội dung thì bên chị sẽ thực hiện vào một chủ đề về livestream khác nhau để mỗi khán giả họ sẽ được tiếp cận nhiều cái thông tin, hoặc là ví dụ các bạn khán giả mà có những câu hỏi nào liên quan đến thuốc dự phòng này thì các bạn ấy đều có thể được giải đáp một cách thỏa đáng nhất. Thì nếu mà sau buổi live stream này Hiếu mà có ý định muốn sử dụng thuốc PrEP thì Hiếu có thể đăng ký với chị, hoặc là tất cả các bạn theo dõi live stream này ngày hôm nay các bạn muốn sử dụng thuốc PrEP thì hoàn toàn cũng có thể đăng ký với chị hay đăng ký với phòng khám, và các bạn sẽ được khám bệnh hoàn toàn miễn phí, được khám kiểm tra sức khỏe về HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai, sùi màu gà và lậu. Và một điểm đặc biệt trong cái chương trình này là toàn bộ tất cả những cái thông tin mà các bạn khám bệnh kiểm tra các bạn sẽ được hoàn toàn bảo mật. Và điểm thứ hai của cái chương trình này là tất cả các bạn khách hàng ấy sẽ được khám bệnh miễn phí và được thông tin được bảo mật, và tất cả cái thông tin này thì sẽ được chương trình giữ kín hoàn toàn. Và có một cái thú vị ở chương trình này là tại Phòng Khám Đa Khoa Biển Việt là cái cơ sở mà đã được rất nhiều các bác sĩ và các điều dưỡng họ đã được tập huấn rất nhiều về kiến thức về cộng đồng LGBT rồi. Và chính vì vậy nên là các bạn có thể thoải mái khi đến khám bệnh và các bạn không phải lo nghĩ bất kỳ vấn đề gì liên quan đến cái ngoại hình hay là liên quan đến những cái chuyện mà khó nói mà mình không dám nói ra. Thì đó là cái điều thú vị ở cái chương trình ngày hôm nay. Và sau buổi live stream này thì chị xin chúc Hiếu và xin chúc Hà sẽ có sức khỏe dồi dào, và các bạn sẽ luôn tự tin với chính bản thân mình, hãy luôn tự tin với cái ngoại hình mà của mình. Và chị tin rằng các bạn đã là những cái người rất là mạnh mẽ với cái ngoại hình của mình, các bạn đã dám đối diện với rất nhiều thứ rồi, thì các bạn hãy dùng cái tiếng nói của mình để lan tỏa nhiều hơn đến cho các bạn cộng đồng, và đem đến cho những cái bạn mà các bạn chưa bao giờ dám nói ra tiếng nói của mình, để các bạn có thể có một cái cơ hội tiếp cận hơn với những dịch vụ y tế giống như mọi người. Và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc các bạn theo dõi live stream một buổi chiều vui vẻ. Xong chưa? Trời ơi, đúng lúc ông đẹp gọi. Vừa live stream xong, may thế. Nóng quá, ra bật quạt. No, 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 no,
mình lại phải thay đổi lại chương trình.